Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về tờ game Pet Remake và hôm nay mình sẽ show cho anh em về quả Pokédex. Wow. Trong này là một cái tựa game mà rất rất nhiều Pokemon nhé Dành cho những anh em nào fan của Pokemon thì chắc chắn là rất là thích rồi Để mình cho anh em xem qua về cái lối chơi nhé Nếu như anh em nào mà đã từng chơi tựa game Pocket Incoming ấy Đấy Thì nó cũng tương tự như thế thôi giống giống như vậy anh em nhá. Đây pet remake này. Đẹp nha, không đùa. Skill các kiểu trông con nào con ấy ra gì và này nọ và đặc biệt là khi mình đăng nhập nhập mình cái code á là nhận được luôn em Lugia này này anh em này. Pokemon hình thoại luôn. Thế mà đấy là được tầm đâu đó 250 lượt quay. Càng đẹp. Nói chung là ghê gớm đấy. Rồi, anh em thấy đồ họa chiến đấu như thế nào? Cũng ra gì và này nọ đúng không? Còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem về cái giao diện chiêu mộ nhá Chiêu mộ ở đây này Hôm qua mình nhập cốt các kiểu vào Thấy nhiều lượt quay dã man luôn à, Hôm qua mình có 220 cái lượt quay này Và cái quay mà Legendary Summon này này Là hôm qua có 20 lượt nữa Càng đẹp càng đẹp Nói chung là ngon lành cái nào Rất là nhiều nhiệm vụ và sự kiện anh em nhá ui ồ, nhiều thực sự á Newbie Carnival này Sự kiện ngày mới các thứ Claim cờ lủng luôn Nhận thưởng Vô tội tựa game này thì mình chưa thấy nó có tiếng Việt anh em nhé Nên là anh em nào muốn trải nghiệm tiếng Việt thì cũng hy vọng là chờ đợi thôi Sau này có một nhà phát hành nào đấy sẽ mua về Và phát hành ở Việt Nam thì tốt quá Anh em chúng ta lại có thêm một con game Pokemon để chơi lâu lắm rồi Chưa chơi Pokemon nhờ anh em nhờ em này đấy Sự kiện anh nhập là chúng ta có thể nhận được Mew Đấy là một trong những em Pokemon ở Gen 1 đúng không Rất chi là khỏe anh em nha Đứng Đấy đấy Ngày xưa mình còn chơi những tựa game mà nó kiểu là bắt 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 Đấy nó kiểu nguyên thủy nguyên bản cơ Làm gì có cái tựa game mà xịn xò đồ họa như thế này bây giờ đâu Đồ họa nó còn kiểu Pixel pixel anh em ạ Đây cho anh em xem luôn này Lần lượt nhá nhiều Pokemon lắm Đây là một tựa game mà mình thấy cực cực kỳ nhiều Pokemon luôn anh em ạ Ngay từ Pokemon S đã gọi là vô vàn này này Đấy thôi Pokemon A thôi bỏ qua nhá Pokemon S này một số những em Pokemon tiêu biểu này Ví dụ như em Naganadel này Thì cũng chỉ là Pokemon S mà thôi anh em nhé Đây này Primarina thì em này là không phải là gen 1 đúng không Nói chung là mình mới chỉ xem được có gen 1 thôi Còn những gen sau thì cũng chưa có cơ hội để được xem Nhưng mà vẫn cập nhật thông tin về Pokemon Nên một số Pokemon thì mình biết Một số Pokemon thì mình lại chưa biết anh em ạ Nhưng mà đúng là mình thích nhất này Greninja Đây là em Pokemon mà mình thích nhất luôn Bởi vì có thể là liên kết được với cả Satoshi Càng đẹp À, đây là thần đất đúng không đây là thần sấm này đây là thần gió này bộ ba thần đấy các thần các thần con này là Hydreigon này con này là cũng cũng chỉ bậc s thôi anh em ạ đây Hasaurus, đây là một em Pokemon hệ rồng anh em ạ ở à Đây này, đây cũng là Crocodile của Satoshi thì mạnh hơn Hình như là Crocodile của Satoshi thì còn đeo cái kính cơ anh em nhá Mình nhớ là như vậy Tiếp tục xem nào U uh, Abomasnow. Ui đây. Một trong những em Pokemon mình cũng rất thích là Lucario. Trời ơi, em này cũng khỏe nhờ Mình nhớ ngày xưa chơi tựa game bảo bố huyền thoại có Lucario, một đống một mạng. Ui thề, thích thật. Phê. Hey. Chung là đấy à, xem phê này. Đây này. Infernape này cũng là một trong những em Pokemon xịn sò con bò này. Đây. Regirock này. Registeel, Regice Đấy. Còn gì đâu không ta? À, có con Pokemon này mình sở hữu rồi nhưng mà mình không nhớ được con này là gen mấy luôn Và bắt kiểu gì đó school uh, Tiếp tục xem nào Ở à đây này Bắt keep này Nhưng mà em này chưa tiền hóa Đây em tiền hóa rồi nó phải như thế này cơ ấy Lực điền như thế này cơ mà Mega Swamp Pet nha Sống ở trong đầm lầy đấy Ai, à, Mình nhớ mãi tập phim mà uh, cái này là Shiranita ở trong cái trong trong phim anime nó gọi là Shiranita bảo vệ rừng già cái gì mình nhớ là trước bạn mình có cái quả đầu đĩa DVD xuống xem mà xịn luôn Tiếp tục, tiếp tục. Con Pokemon này rất là lạnh lùng nhá. Lúc nào nó cũng ngậm một cái cây que đây này. Rất chi là lạnh lùng và ngầu đét. Đây, hệ điện. Cũng ghê. Dragonite này. Rồi luôn. Giáp này. Chim băng này, chim lửa này. Snorlax này. Thánh ngủ này. À, còn em Pokemon này nó xịn xò hơn thì không ta? Ui, con rắn này anh em nhớ không? Cái con rắn này là một trong những Pokemon giai đoạn đầu. Châu bò vách ở trưởng luôn. Đây này. Mega Gengar cũng xịn này à, uh, hết rồi đấy chuyển sang s xem có gì không anh em nhá ui s cộng là toàn pokemon gen mấy đây ui sao lạ thế ui lạ vậy ui shiny mega metagross càng nhỉ con này có gì đây oh, Alen's mega charizard x à mega charizard x của alen thì kinh khủng rồi kinh đấy sức mạnh của nó không phải đùa shiny mega Gengar này ở pokemon s cộng này thì mình thấy có rất nhiều pokemon tỏa sáng anh em nhá shiny đấy Necroma này, đây rồi, Solgaleo, căng chưa căng chưa, và Zingate này, Ivetho, ui Ivetho trong này nhìn ngầu vãi, Reshiram này, đây 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 Darkrai, một trong những em Pokemon mình thấy nó cũng rất là ngầu nha, Giratina này, đây rồi, Raoden anh em ơi, qua ra chưa tiền hóa nha, và Kyogre và Dianga Vị thần không gian này pan uh, Pankia Celebi uh, đây 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 S cộng Chứng tỏ ở đây là Pokemon S cộng cũng là xịn xò phết rồi đấy Mà mình đã sở hữu được một em Lugia Anh em thấy Lugia thế nào Không ngầu đấy Thực ra là ở trong cái dương mình nhớ là nhập cái code vào sẽ được nhận một cái dương Pokemon S cộng Trong đấy thì mình có thể lựa chọn được một là em uh, Lugia Hai là em Groudon này thì phải này Nhưng mà không có Rayquaza có anh em nhé Ba là em Pankia Đấy, và còn một em Pokemon nữa là em gì trông nó lạ lạ Và Mewtwo đây anh em, uu là trời, được đấy Còn Pokemon S cộng thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em thôi Bắt đầu này, wow Kyurem Ở à, đây là White Kyurem anh em nhá Ủa, thì có Black không? Ơ, ừ. không có Black Kyurem à? Nhưng mà đúng là Black Kyurem thì không ngầu bằng em White Kyurem anh em ạ à. Và Mega DnC này, công chúa DnC luôn và đây rồi, Mega Rayquaza, ôi rồi ngầu thế Tiếp tục là Mega, à Prima Groudon, Groudon Nguyên Thủy đấy Kinh nhỉ à. tiếp tục Groudon Nguyên Thủy thì chắc chắn là phải có Kyogre Nguyên Thủy rồi Và đây là Mega Mewtwo ic có hình dáng của Mewtwo đằng sau luôn Mewtwo -y nhưng mà chính ra Mewtwo -y ở một số tựa game Pokemon đặc biệt là ngày xưa anh em nào chơi bảo bối hiện thoại Thì Mega Mewtwo -y ở giai đoạn đầu mạnh nhưng về lên vẫn cứ phải là Mega Mewtwo X anh em nhá và đặc biệt là nếu như anh em nào mà cho lên Mega Mewtwo X shiny tức là black lên á wow đẹp luôn không đùa Đấy anh em thấy dàn Pokemon trong này như thế nào kinh nhỉ dã man con ngàn đấy kinh pokédex okay xịn sò con bò và ở đâu đây hình như là mình nhớ là first purchase à nạp đầu là mình sẽ được em Greninja um, chưa tiến hóa tức là em Frocky và có một cái khung khá là xịn xào con bò của Grand Ninja luôn Ok à, Mua luôn này, có kim cương này VIP 10 á À đúng rồi Với cái tờ game này thì vào phát là nhận free VIP 10 luôn anh em ạ à. Ủa Thướng nhờ Có VIP 10 này, đặc quyền VIP 10 uh, Are you VIP 9 Ờ đúng rồi Vào phát là được lên VIP 10 luôn này Ồ có thêm em Tô Chích này VIP 8 là gì Wow, 8 có mấy món trang bị này nghe vẻ cũng xịn sò này. Ô oh, có cái khung này. Ô oh, này. Ô oh, Pokemon này như chỉ là thôi. Ok, phết nhỉ. Kim cương thì khi mà vào chúng ta nhập cốt cái là cũng sẽ được khoảng 9000 kim cương anh em nhá. Ở đây này. Ô oh, có em Froggy luôn này. Wow, cần deck gì phải nập đầu cũng có 150 mảnh luôn kìa. Xem còn ô oh, 100 mảnh nữa này. Ui. Wow. thôi oh, thế thì nâng sao khối luôn đấy nhỉ. Mình check thử xem nào. Có chứ, có nâng sao, có nâng sao chứ anh em uhm, Hình như là phải uh, ghép vào trong túi Túi, 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 túi. Bán luôn Mảnh đâu, mảnh đấy Mới có một mảnh này Oh, Masha đầu này Ở uh, Zerosa này How to get á Ủa Zero no fix away to obtain this hat Ủa, không ghép được là nào nhỉ Ơ, uh, thế nào Ủa oh yeah. nha. Pokemon. Oh, à đây, 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 nó nằm ở trong phần này anh em ạ. Ơi bừng cuồng tí, 50 mảnh là ghép được một Pokemon rồi. Đấy là đối với Pokemon bậc S nhá. Tiếp tục là mảnh này. Ủa sao không ghép nhanh luôn nhỉ? Hai em. Để mình nâng sao phát là lên được 5 sao luôn này. Ba em luôn. Ồ, oh, có tiến hóa không ta? Quan. 1221. Ờ à, các chỉ số của nó khác nhau anh em nha Ví dụ như con này là cao nhất 1221 này. 1199 này và đây là 1175. Lý do đơn giản là bởi vì mỗi con mình có một cái chỉ số cái cá nhân riêng này. Đấy. con này thì ở uh, top... à đâu? Special đẹp là uh, thủ phép. Mm. tốc độ này HP thấp này nhưng tấn công thì cũng được. Ok, special tấn công cũng ok. Thế để, để mình nâng sao luôn này. Lên. Mất tí vàng này Ok 4 sao ngay Và ok 5 sao luôn Thì nó anh em Và nếu như mình có thêm 480 kim cương nữa Mua một, một cái quà VIP 56 Thì đấy là mình sẽ có thêm hai em nữa Và nâng cấp được lên 6 sao anh em nhá Hay à nhưng mà để mình xem Xem là có tiến hóa không ta Đây có đột phá thôi Tiến hóa Tiến hóa ở đâu nhỉ À đây này À revive à French. À đây này tiến hóa này anh em này Uh, đặt level 16 là mình có thể tiến hóa này, ơ, uh, được cái chứ? và tiến hóa lên Grand Ninja cũng ra gì và này nọ anh em ạ. nói chung là game này thì mình thấy có đầy đủ các tính năng kiểu như là tiến hóa các thứ, skill các kiểu thì đẹp thôi rồi rồi. anh em nào mà yêu thích cái tựa game này thì hoàn toàn có thể tải uh, uh, con game Pet Remake về nhá. Uh, nhưng mà trước tiên thì anh em cần phải tải cái giả lập LD Player chơi game ở trên PC cái đã. OK thì chúc anh em chơi game vui vẻ cái đường link tải giả lập đấy thì mình có để luôn ở dưới phần mô tả nhé còn à về cái tựa game này anh em có thể lên mạng gõ chữ pet remake apk bởi vì là cái link này sao nhỉ? bây giờ youtube nó làm hơi gắt cho nên là mình không gắn được cái link nhé anh em thông cảm nhé à, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là tải ld player sau đấy là tìm kiếm từ khóa pet remake vậy cài đặt và chơi nha anh em còn nếu như anh em chơi ở trên điện thoại android luôn thì hoàn toàn có thể tìm kiếm từ khóa pet remake luôn anh em nhé À, chúc anh em chơi game vui vẻ một lần nữa nha bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em anh em muốn mình review về tựa game gì nhớ để lại comment ở bên dưới nha